Countdown. Cô có chắc rằng chưa bao giờ bị tai nạn? Dạ chắc. Chúc mừng mày. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Lit Plus. Các bạn thân mến, Yumi vừa xem xong một bộ phim rất là hot, rất là ăn khách hiện nay. Đó chính là bộ phim Scandal Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Và các bạn biết không, thời gian gần đây thì nền điện ảnh Việt Nam đã rất là phát triển với những bộ phim gắn mác Việt và những đạo diễn trẻ Việt đầy tài năng. Điều đó cũng đã kéo một số lượng các bạn khán giả lớn đến với rạp và ủng hộ phim Việt nhiều hơn. Và bên cạnh những kịch bản hay, những thước phim đẹp thì chúng ta còn có rất là nhiều những diễn viên trẻ đầy tài năng nữa, đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay với bộ phim Scandal Bí mật thảm đỏ thì Yumi muốn giới thiệu đến các bạn một cô diễn viên rất là trẻ, đẹp và tài năng. Cô ấy là một người mẫu, là một ca sĩ và còn là một diễn viên nữa. Đó không ai khác chính là Maya. Em sẽ giúp cho nó chết. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì chúng ta không thấy Maya xuất hiện nhiều trên các sân khấu ca nhạc. Nhưng bù lại khi cô ấy quay trở lại đã mang đến một vai diễn rất là ấn tượng, đúng không? Ngay bây giờ thì chắc hẳn các bạn đang rất muốn biết Maya đã làm gì trong thời gian vừa qua. Xin mời các bạn hãy cùng theo chân Yumi nhé. Chúng ta sẽ đi xem Maya đã làm gì. Ok chị anh. Hello chị Maya. Yumi, em đi đâu đấy? Em đến đây cùng với chuyên mục Lit Plus của chương trình Music Plus ở trên kênh Ca Cộng á. Thì được biết là hôm nay chị có ghi âm một cái dự án âm nhạc mới ở đây, thế là muốn đến đây tìm hiểu. Không, đây chị đang thu demo thôi, chị ngại tiết lộ lắm tại vì chưa xong ấy. Demo thôi hả? Vậy lộ ra thế là cười chị chứ. Vậy là đúng ý em rồi, tại vì chương trình rất là muốn biết những cái bài hát chưa có tung ra thị trường và tất nhiên nó còn là demo. Muốn nói chuyện với chị nữa về rất là nhiều thứ, về dự án âm nhạc rồi về cuộc sống nữa. Ok, thôi chờ chị chút đi nhé. Dạ, xong rồi. Dạ, em chờ chị Hoài nhé. Xin chào tất cả các bạn, Yumi đang có mặt tại phòng thu rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Anh. Và như các bạn cũng biết thì các tập trước đây chúng ta đã gặp gỡ rất là nhiều ca sĩ tại phòng thu này rồi. Ngay bây giờ thì My đang ngồi cạnh ca sĩ Maya và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với cô ấy. Xin chào chị Maya. Xin chào Yumi, xin chào các bạn. Em có một cái câu hỏi đầu tiên dành cho chị là trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sau khi mà chị cho ra mắt hai album vào tháng 12 năm 2009 thì các khán giả yêu nhạc không còn thấy chị xuất hiện nhiều nữa. Không biết là chị đã làm gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua ạ? Đúng là sau khi mà Maya phát hành hai album đó thì mình cũng kín tiếng. Bởi vì là bản thân của Maya cũng ít khi xuất hiện ở các sự kiện cũng như là các tụ điểm chương trình ca nhạc. Có thể nói là cái dòng nhạc của mình có lẽ là chưa thích hợp lắm đối với các tụ điểm âm nhạc. Cho nên là mọi người vẫn nghĩ rằng không biết là mình rút lui về đâu. Nhưng mà thật ra thì Maya cũng như rất nhiều các người ca sĩ khác vẫn làm những cái công việc của một người ca sĩ, đó là đi hát. Và những cái nơi mà Maya hát thì thường thường ít khi lên báo. Cho nên là khá là khép kín. Bên cạnh đó thì có phải là trong suốt khoảng thời gian vừa qua chị cũng muốn mình refresh lại bản thân, rồi chị đi học thêm vũ đạo, học thêm thanh nhạc, có phải không ạ? Trong cái thời gian đó thì Maya có đi học, mà tất nhiên là vẫn luôn luôn đi học, bởi vì mình không thể nào mà mình mang cái vốn liếng nó ít ỏi lên sân khấu được. Bởi vì càng ngày thì mọi người đều càng cái nhu cầu xem và nghe rất là cao. Nhưng mà tuy nhiên cái thời gian đó thì đúng là Maya đã ít xuất hiện. Nhưng Maya nghĩ rằng cái khoảng thời gian đó mình không hề bỏ qua vô ích, bởi vì mình vẫn luôn luôn để xem lại bản thân mình, để rút ra nhiều kinh nghiệm và
để đánh dấu một cái sự trở lại nó tốt đẹp hơn, nó mới mẻ hơn nữa. Như vậy là các bạn khán giả sẽ thấy một cái hình ảnh khác hơn. Em nhớ là mọi người cũng rất là ấn tượng khi mà khoảng thời gian trước đây chị xuất hiện trong MV Đêm Qua Em Mơ Thấy Anh. Một hình ảnh rất là nhẹ nhàng với chất nhạc lãng đãng, dịu dàng nữa. Vậy thì bây giờ chị có muốn thay đổi nó đi hay là chị vẫn giữ à? Sau này thì Mea vẫn ra những ca khúc ballad, vẫn nhẹ nhàng nhưng mà nó theo một cái chiều hướng khác. Và sau này thì cái cuộc sống của mình nó có nhiều trải nghiệm, tất nhiên là mỗi ngày nó phải hơn thế nữa. Chứ nếu mà mình cứ lãng đãng, mình cứ như vậy thì nó cũng không được tốt cho lắm. Thành ra là bản thân Mea cũng nghĩ rằng mình là một người nghe và mình thích một cái chất nhạc nó vui tươi hơn nữa, nó sung hơn nữa, thì mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Và sắp tới đây thì chắc trong cái CD tới của Mea, mọi người sẽ thấy nó có nhiều bài hát mà chất dance nó sẽ làm cho cá tính hơn nữa. Khi mà khán giả thấy chị vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc nhưng mà chị xuất hiện trở lại, đầu tiên là một vai diễn, thì khán giả cũng có rất là nhiều những ý kiến trái chiều và họ rất là thích vai diễn này nữa. Chị có nghĩ rằng là họ thích chị đi đóng phim nhiều hơn không? Có những người nói như vậy đấy, có người nói là thấy Mea đóng phim rất là hay, hay là Mea đi đóng phim luôn đi. Thật ra người ta không có hiểu, người ta đâu có nghĩ rằng là mình có thể làm đa di năng đúng không? Thật ra thì trước đó thì cái CD Phone 3 Mea đã chuẩn bị rồi, và cũng như là các cái MV trong cái CD đó Mea cũng đã quay xong hết rồi. Có điều là cái thời gian mình đi quay phim cũng khá là bận rộn, cho nên là mình chưa thể lên kế hoạch để mình ra CD được. Hơn nữa là tội gì, bởi vì mình có một cái bộ phim họ PR cho mình luôn thì mình sẽ rất là dễ để làm việc, cho nên là Mea đã không ra CD vội, chờ để phim xong bắt đầu mình mới ra CD, như thế thì nó sẽ hay hơn. Và bây giờ là lúc rất là thích hợp rồi đúng không ạ? Vậy thì em luôn hỏi luôn về cái CD cũng như là cái album sắp tới của chị. Album sắp tới của chị nó sẽ như thế nào? Album này thì gồm 8 ca khúc. Trong đó thì có 4 ca khúc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, 2 ca khúc của nhạc sĩ Huy Tuấn, 1 ca khúc của Hồ Hoài Anh và Trần Thanh Hà ở Hà Nội. Sẽ là một nửa là chất nhạc dance của Dương Khắc Linh và còn lại là R&B của nhạc sĩ Huy Tuấn và Hồ Hoài Anh. Có thể nói rằng trong CD này thì đã thấy rõ hơn cái hình ảnh ca sĩ Mea nó nữ tính hơn nữa, trưởng thành hơn nữa, quyến rũ hơn nữa. Thực ra khán giả cũng rất là quen thuộc với hình ảnh một Mea pop ballad. Còn với album sắp tới này thì em nghĩ rằng đây cũng là một cái sự lột xác của chị. Khi mà chỉ có hai chất nhạc dance và R&B thì người ta sẽ thấy Mea một Mea mạnh mẽ, cá tính hơn. Hay là với những cái trang phục thật là, theo chị nói đấy, thì nó khác hẳn với phong cách trước đây của chị à? Chị nghĩ rằng là cả hai, bởi vì khi mà mình đã thay đổi chất nhạc rồi thì mình cũng phải thay đổi cái hình ảnh của mình. Hơn nữa cái sự từng trải trong cuộc sống cũng như là một chút kinh nghiệm trong cái công việc thì bản thân mình cũng mạnh dạn hơn để mà mình thể hiện được cái bản thân mình nhiều hơn. Thì chị nghĩ rằng sắp tới đây, ngay kể cả cái bìa CD, mọi người cũng sẽ thấy một cái hình ảnh rất là lột xác của Mea. Vậy thì không biết là bây giờ chị có thể chia sẻ cho em biết là ekip lần này cùng với chị thực hiện album là ai ạ? Ekip mà để thực hiện với Mea trong cái CD này, cho cái phần hình ảnh ấy, là ekip của photo Lê Thiện Viễn, stylist Đỗ Long. Còn về phần âm nhạc Âm nhạc là nhạc sĩ Huy Tuấn, producer. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian chị thu âm những ca khúc ở trong cái CD này, chị có gặp cái khó khăn gì không? Thật ra thì khi mà năm 2009, cuối năm 2009, chị ra cái bộ đôi CD đó thì đến giữa năm 2010 là chị bắt tay vào làm CD Vol 3 rồi. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái quá trình làm việc mình cũng gặp nhiều khó khăn về cái địa điểm thu, rồi nói chung là nó cũng tùm lum á. Thành ra là cái kế hoạch nó tiến triển khá là lâu, cho nên là bây giờ thì đã xong rồi. Nhưng mà đấy, như chị cũng kể với em là cả ekip lại bàn lại là hoãn lại, chờ để sau bộ phim ra thì mình sẽ tung sản phẩm của mình ra.
chị đang nói về một cái album, album Vân Ba của chị, với rất là nhiều những tên tuổi hot hiện nay như là nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Dương Khắc Linh nữa. Nhưng mà chị lại không cho em biết nhiều về thông tin về nó. Và em và các bạn khán giả chỉ thấy chị qua những cái vai diễn nè, rồi thậm chí là qua một cái single vừa ra, rồi lâu lâu em lại còn thấy chị trên phim truyền hình nữa. Vậy thì chị có sợ là khán giả đang rất là bối rối, không biết là phải nhìn thấy Maya như thế nào không ạ? Thật ra thì đấy chính là cái mà Maya muốn mọi người nhìn thấy Maya, là bởi vì một Maya đa sinh năng. Mình muốn xây dựng cái hình tượng đa năng, không chỉ là một ca sĩ mà mình còn có thể đóng phim. Thì cái gì cũng vậy, nếu mà nói về phim truyền hình thì Maya nghĩ rằng mình phải đi từ từ thôi. Ban đầu Maya tham gia vào phim truyền hình, rồi sau đó mình mới quen dần với phim. Và khi đấy mình mới vào được một vai điện ảnh. Maya nghĩ rằng như thế nó an toàn nhiều hơn. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là về việc ra single thì thật ra thì đấy là cái cách làm việc của cả ekip. Bởi vì sau khi mà bộ phim Scandal ra thì Maya đã cho ra một cái single. Bởi vì trong cái single đó thì có một cái MV, mà MV này là đánh dấu cái sự trở lại một cái hình ảnh mới của Maya. Mình chỉ muốn hé lộ một chút thôi, để muốn giới thiệu với khán giả một phần hình ảnh của mình, để cho khán giả thấy và để mọi người đừng có sốc quá. Con số để chị đầu tư vào Vân Ba lần này là khoảng bao nhiêu ạ? Thật ra nói ra thì cũng hơi ngại. Chắc là cũng có thể nói được, bởi vì như vậy thì khán giả sẽ hiểu được cái công việc của ca sĩ là như thế nào, và cái sự vất vả của một ca sĩ để mà làm ra được một cái CD nó vất vả như thế nào. Thì cũng có thể hiểu và thông cảm cho cái sự chậm trễ. Bởi vì Yumi cũng biết là thật sự thời buổi rất là khó khăn. Bản thân Maya hay nhiều ca sĩ khác cũng vậy, đều phải làm theo cách là cuốn chiếu và xoay vòng. Mình có vốn, mình bắt đầu phải làm tiếp được. Chứ để mà chờ mà mình có hẳn một khoản để mà mình làm thì nó rất là khó. Và cái sự đầu tư cho cái CD lần này, cả phần hình ảnh nữa, của Maya lên tới hơn 400 triệu. Mà đấy là chưa kể các cái tiền khác linh tinh xoay quanh đúng rồi nữa. Đấy là chỉ có về phần CD và phần MV thôi, nó cũng ngót nghét gần 500 triệu rồi. Cho nên là nó cũng tốn rất là nhiều cái sức lực và cái mồ hôi của mình nữa. Cho nên là cái sự chậm trễ nó là như vậy. Nhưng mà mình làm, mình không suy tính đến những cái vấn đề đó, mình chỉ làm sao mà để làm ra được cái một sản phẩm mà mình ưng ý và thật sự mình muốn gửi đến cho khán giả. Vâng, nghe chị chia sẻ thì em cũng thấy được rất là rõ trong đôi mắt của chị một cái sự có thể là ít khi nào được chia sẻ cái vấn đề này lắm. Tại vì nghệ sĩ rất là ngại khi mà phải chia sẻ những con số ở trên báo chí, truyền thông. Tuy nhiên thì cái album Vân Ba nó phải đợi thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy. Thì chị có nôn nao không? Và trong khoảng thời gian vừa qua chị sốt ruột lắm, rồi mình phải làm như thế nào đây? Chỉ vì mình đã đầu tư như vậy rồi mà mình cứ sốt ruột, mình cứ ra bừa bãi thì tất nhiên là có thể nó sẽ không đi đến hiệu quả cho lắm. Đối với mỗi một người sẽ có một cái hướng đi riêng và con đường riêng. Và Maya cảm thấy rằng bản thân mình là nên phải như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Và mặc dù chờ đợi cũng rất là sốt ruột, nhưng mà trong cái rủi thì Maya nghĩ có cái may. Trong cái quá trình mình làm việc rất là lâu, rất là vất vả, nhưng mà bù lại là cái quãng thời gian sau này thì Maya gặp được khá nhiều thuận lợi trong công việc. Và chính vì cái lẽ đó mà Maya nghĩ rằng là có lẽ là cái sự chờ đợi của mình nó cũng khá là chính đáng. Để mà mình sau này mình tung cái sản phẩm của mình ra, Maya nghĩ rằng nó sẽ ok hơn. Quay trở lại một chút xíu với lại điện ảnh, cái duyên nào đưa chị đến với đạo diễn Victor Vũ à? Cho đến sau này thì Maya mới biết được là vì sao mà Victor Vũ muốn mời Maya lên cast. Là anh ấy kể rằng vai diễn này đối với em là một cái duyên dành cho em rồi, không ai có thể hợp hơn em được nữa. Mẹ hỏi vì sao hả? Anh bảo vì là trong một buổi tối thì nhà sản xuất có email cho anh. Bởi vì trước đó thì cast rất là nhiều rồi nhưng mà không thấy ai hợp. Nhà sản xuất có email cho anh nói là rằng là còn một phương án nữa là Maya, thử mời Maya lên. Thế vào hôm đấy thì Vân Trang cũng gọi điện thoại cho anh nói là anh Victor ơi, hay là anh thử cắt Maya đi. Em vừa lên mạng em search vô tình thấy Maya hợp lắm. Anh Victor mới nghĩ rằng là ủa tại sao tối ngày hôm nay có hai người đều đề án với anh về em. Thế là ngày hôm sau thì trợ lý của anh gọi điện cho Maya
Và thật sự mà nói thì Mea cũng rất ngại đi cast, bởi vì nhiều khi em biết là mình lên nó bị đơ ấy. Đúng rồi. Nhiều khi mình vào phim trường rồi, vào cái câu chuyện và nhân vật rồi thì nó khác. Mà ở đấy thì nó cứ bị sao ấy. Nhưng mà thôi thì chị cũng nghĩ là phim của Victor Vũ thì chị cũng muốn lên. Bởi vì có thể là lúc này mình không hợp thì cũng có thể là sau này thì anh ấy sẽ để ý đến mình hơn. Thế nhưng mà không ngờ là khi mà mình lên thì gần như là mọi người đã định sẵn cho mình rồi. Và chỉ còn chờ đợi là xem mình thoại có ok hay không. Ok là coi như là chọn luôn. Thế mà không ngờ mình lên rất là suôn sẻ mọi việc, rất là nhanh chóng. Rồi lúc đó cái cảm giác của chị là mình có tự tin và mình biết chắc là vai diễn này của mình không ạ? Sau khi mà vừa mới thoại xong một cái scene thì anh Victor Vũ đã nói rằng là sắp tới em có làm gì không? Câu hỏi đó thôi thì là mẹ đã biết rồi. Và trong lòng mình rất là vui. Và nghĩ rằng không ngờ là nó cũng dễ dàng như vậy. Cho nên là mẹ càng tin rằng là bất kể một cái gì mà nó đã có duyên rồi thì nó rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà nó chưa có duyên thì mình cứ lận đận mãi. Thành ra là cái lúc đó mẹ đã nghĩ rằng mình đã được chọn vào vai diễn này rồi. Và mẹ đã... về nhà tập những cái sắc mặt thật là ác đúng không chị? Tức là toàn tâm toàn ý để dành chọn cho cái vai diễn này. Dạ. Trong album này thì chị nói là có 8 ca khúc. Chủ đề cho album này sẽ là ca khúc nào? Chủ đề cho album này sẽ có tên gọi là Anh Với Em Là Một. Cái mà chị muốn nói đến ấy thì vẫn cứ là một cái hình ảnh mà đôi bạn trẻ yêu nhau và họ coi nhau hai trong một. Chị muốn cái hình ảnh mà hai người yêu nhau và họ gắn liền với nhau như vậy. Mặc dù sẽ có sự chia ly nhưng trong họ vẫn luôn luôn có được hình ảnh của nhau ở trong tim. Và anh với em vẫn như là một. Chị có thể cho em biết tên những ca khúc ở trong album lần này luôn không? Chắc là chị sẽ tiết lộ một chút thôi. Dạ. Về phần ca khúc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh thì có ca khúc Hãy Cho Em Gần Anh và Xin Cho Em Lần Nữa. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn thì Anh Với Em Là Một. Nhạc sĩ Hồi Anh thì là Anh Gia Tình Quá. Anh Gia Tình Quá. Ok, chút xíu. Trong đây có bài nào chị đồng sáng tác với cái nhạc sĩ không ạ? Chị với anh Huy Tuấn cũng có hẹn với nhau rồi. Dạ. Là chắc là sau cái CD này ấy thì em xem em có khả năng sáng tác hay không. Anh và em cùng ngồi để mà sáng tác với nhau. Thì anh nghĩ rằng là cái bài hát đấy ấy, khi mà có cả cái sự đóng góp của em trong đấy thì anh nghĩ rằng nó sẽ hay hơn nữa. Trong cái album này, cái ca khúc nào mà chị thấy là chị thích nhất, bởi vì nó giống với tâm trạng mà chị suy nghĩ à? Chắc là ca khúc Anh Đa Tình Quá. Anh Đa Tình Quá. Có một cái gì đấy hơn chắc lắm. Dạ. Và khi mà anh quay trở lại thì không còn em nữa đâu. Vậy thì chị có thể hát cho em nghe một đoạn trong ca khúc này được không? Từng ngày qua đi trong em đã ngồi ngoài, kỷ niệm bên anh nay đang dần quá. Sẽ có lúc ta kề vai ấm nồng và hứa với nhau sẽ yêu trọn đời. Em đã dại khờ tin anh không dồi dàng. Hờn trách đúng không? Lời lẽ rất là hờn trách. Đây là một ca khúc mà em thấy là có vẻ là giống với suy nghĩ của chị. Chắc là lúc mà chị trình bày, chị đặt hết tâm trạng của mình vào đúng không chị? Thật ra thì mỗi ca khúc mình đều phải đặt mình vào cái khung cảnh đấy. Đôi khi mình cũng chẳng bị như thế đâu, nhưng mà tự mình biến mình thành đau khổ nhất thế gian. Và mình thật là đáng thương. Mà mình phải làm sao à hát cho nó đúng cái hoàn cảnh đấy. Vậy thì bây giờ em rất là muốn thấy cái vẻ mặt đó trong cái bài ca khúc này của chị. Chị có thể tặng các bạn khán giả luôn không ạ? Chắc là chị cảm ơn em. Nhưng mà tại vì cái bài này ấy, cũng là cái bài mà chị có một cái chiến lược riêng dành cho nó. Cho nên là chị với ekip đã có kế hoạch rồi. Chắc là để sau khi mà ra CD đi thì mọi người xem luôn. Dạ. Và bây giờ thì cho phép chị được giữ bí mật. Giữ bí mật. Chắc là chị sẽ tặng bài khác được không? Dạ được chứ ạ. Chị sẽ tặng các bạn khán giả ca khúc nào đây ạ? Yêu Dấu Nhạc Phai nhé. Yêu Dấu Nhạc Phai. Bài là... của Phúc Trường. Và các bạn thân mến, rất là tiếc khi mà ngày hôm nay chúng ta không click được ca khúc nào mới. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì ngay bây giờ ca sĩ Maya sẽ hát ca khúc Yêu Dấu Nhạc Phai nằm trong single vừa qua, single Phút Giây Bên Nhau. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe.
Khi anh buông đôi tay em bước ra đi, con tim em chơi vơi chẳng biết làm gì, lặng nhìn dấu yêu đang nhạt phai mãi mãi. Qua đêm nay cô đơn sẽ đến bên em, qua đêm nay yêu thương sẽ mãi xa lạnh, còn lại mình em trong bơ phơ. Người yêu ơi, hạnh phúc có phải là mơ? Vậy thì em xin mơ mãi những giấc mơ về anh. Nhưng nếu ngày mai em không còn đường bên anh, không lên tiếng anh cười, không ôm em trong vòng tay, em lắng nghe tất cả những bài hát của chị thì em thấy có một điểm chung, tuy nhiên thì nó theo từng giai đoạn mà nó trở nên khác đi, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng chỉ là những cái tình yêu luôn luôn có sự chia ly. Vậy thì chị có bao giờ sợ rằng khi mà mình hát quá nhiều những cái ca khúc có sự chia ly như vậy, cảm xúc của mình sẽ bị chai dần với nó không? Thật ra Mẹ lại thấy rằng ấy, mỗi một ca khúc ấy để mà hay nhất ấy vẫn là cái sự chia ly. Chứ còn nếu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mình cứ đôi khi yêu nhau mà mình không cãi nhau mình lại không thấy hạnh phúc đâu, thấy sung sướng đâu. Yeah. Không phải như thế mà là yêu nhau đâu. Càng cãi nhau nhiều lại càng yêu nhau. Mẹ thấy rằng mỗi một ca khúc mà mình hát mà cái sự chia ly của nó cứ nhiều sự khác nhau thì đem lại cho mình nhiều cảm xúc dù rào rạt hơn nữa chứ sẽ không bị chai đi. Bởi vì hơn ai hết là mình lại thấy được trong cái ca khúc đó có cái cách của cãi nhau nó như thế nào và cách làm lành như thế nào. Mình thấy rằng đấy là nhiều sự trải nghiệm khác nhau, thấy thú vị hơn nhiều ấy. Em cũng có nghe một vài người ca sĩ nói rằng là để hát được nhiều bài hát có nhiều tâm trạng khác nhau thì họ cần phải yêu nhiều hơn nữa. Vậy thì chị có phải là một người như vậy không? Chị cũng muốn yêu nhiều lắm, chị cũng là người thích yêu. Em nghĩ là chị chỉ cần trả lời đến đây là được rồi, bởi vì ở tập 2 em sẽ hỏi chị nhiều hơn về tình cảm. Còn ngay bây giờ thì các bạn thân mến, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp tục ca khúc. Và sau khi khúc kết thúc thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MC Trung Hiếu các bạn nhé. Khi anh buông đôi tay em bước ra đi, con tim em chơi vơi chẳng biết làm gì, lặng nhìn dấu yêu đang nhạt phai mãi mãi. Qua đêm nay cô đơn sẽ đến bên em, qua đêm nay yêu thương sẽ mãi xa lạnh, còn lại mình em trong bơ phơ. Người yêu ơi, hạnh phúc có phải là mơ? Vậy thì em xin mơ mãi. Để đêm về thôi khóc.